Các chị ơi, mọi người vào lại giúp em đi nào. Các chị vào lại giúp em với á. Những mã này gặp. Đấy, tôi bóng vẫn luôn thân là đi được. Các chị vào lại giúp em với nha mọi người nha. Mạng lag của em thoát ra, vào lại mọi người vào lại giúp em đi nào. Vì ở chỗ nhà em đang mưa ấy, đang mưa. Chỗ nhà các chị có đang mưa không? Chỗ nhà em đang mưa to lắm luôn này. Mạng lag quá. Mọi người thoát ra vào lại giúp em đi, mọi người vào lại chia sẻ lại giúp em đi nào. Chào chị Nữ Mi, chào chị Mụ Mị nha, chào chị Kim Tuyến nha. Chào chị Vi Ngọc Anh. Mọi người vào lại nha, tiếp tục sale nhé mọi người nhé. Tiếp tục sale giá rẻ. Chào chị Tống Hợp nào, chào chị Vũ Tuy Thiện. Chào tất cả mọi người nhá. Mọi người vào lại giúp em đi, tiếp tục sale rẻ luôn. Tiếp tục sale áo phông 50k, toàn hàng Quảng Châu đẹp thôi. Đúng thì mặc áo phông mát. Bà ngoại của Linh. Bà ngoại của ai? Bà ngoại của Linh chung. Của Linh của chung á. Nhưng mà nhìn ảnh kiểu trẻ nhìn lắm. Nhìn ảnh trẻ lắm ấy. Lần gì phải bà. Đây có bộ này sale 80k. Phông đát bao nhiêu? Thắm Ruby ơi, nhà em hôm nay sale hết là 50k nhá. Một số mã áo phông sale hết 50k, hàng đẹp. Tự nhiên mẹ mang cái mã này vào đây. Có ai các chị hỏi cho mọi xem. Đây nhá, váy này là 70k nhá. Có chị nào lấy đi comment này. Em có trắng với kẻ, em cảm ơn chị Quyên Hà. Có trắng với kẻ này, sale 70k này. Sale 70k nhá, 60 cân quay đầu vừa nhá. Cái mã trắng này kể cả 60, 61 cân vẫn vừa này. Đấy, có màu trắng với kẻ, ai lấy trắng thì comment trắng, ai lấy kẻ thì comment kẻ. 70k nhá, váy này toàn bộ là 70k. Có trắng với kẻ này mọi người này, ai lấy comment cho em này. 70k một váy thôi ạ, giá sốc không? Giá quá sốc luôn đúng không mọi người? Quá sốc luôn. Váy body. Nhà em có nhiều mẫu lắm, em bán đến mẫu nào thì giá ấy nhá. Tại vì nhiều mẫu lắm ấy, không biết là váy body hiện tại là nó đang ở đâu ấy. Nếu mà ai lấy váy phương này thì comment cho em nhá. 70k thôi. Có kẻ với trắng. Chị vừa nhưng sợ lộ bụng quá. Nếu mà sợ lộ bụng thì chị lấy cái trắng này này chị. Nào mọi người vào lại chia sẻ lại cho em nào. Mọi người vào lại chia sẻ lại cho em nhá. Mọi người vào chia sẻ lại cho em. Không có túi đâu chị ơi, những cái mã váy này thì không có túi đâu. Thường thường body thì với lại những cái mã váy này người ta không làm túi đâu. Đấy. Không làm túi nhá. Bầu bí 5 tháng bon chen được không? Váy trắng bầu bí 5 tháng bon chen thoải mái luôn người Thanh ạ. Bầu bí 5 tháng bon chen thoải mái á chị Nguyệt Thanh nhá, váy màu trắng ấy ạ. Chuyển mẫu này mọi người này. Em chuyển qua mã khác nha mọi người nhá. Cháu chào bác Tuyến á. Chào chị Thuần nhé. Có một cái áo này ở đây. Bao nhiêu? Dạ. Đây nha, em có một cái áo này sale 65k này. Không zip, không thái luôn. Có cái áo này sale 65k cho các chị này. Mọi người tranh thủ mua hôm nay đi, bởi vì giá nó rẻ quá luôn. Hàng đẹp mà giá rẻ nha. Yên tâm mọi người nhá. Yên tâm về chất lượng luôn, chứ không phải sale mà mà chất kém. Mà toàn hàng phông, chất mát, hàng Quảng Châu, chất đẹp luôn. Ao chất cho mọi người luôn. Còn giá thì các bạn nhìn thấy rồi đấy. Theo giảm 50% so với giá bán bình thường luôn. Bạn yên tâm mua hàng nhé. Chất cực đẹp, cực mát luôn.
nhá, chị nhá, áo vàng này này. Áo này 55-56 cân quay đầu mặc đẹp à? Từ 40 cân trở lên. Tại vì nó giãn mà, nó co giãn các chị. Đây nhá, em còn một chiếc vàng này, sale 65k này, chị nào lấy comment vàng cho em nhá. Vàng cái số điện thoại cho em. Mã này mọi người thích mặc bền vai cũng được nhá mọi người nhá. Chị nào thích mặc bền vai mã này cũng được này. Chị Thuần cho chị áo vàng luôn. Rồi ok, chốt áo vàng cho chị Thuần. Rất đẹp, mát lắm chị Thuần ạ. Kệ. Chốt áo vàng cho chị Thuần. Ngọc Dũng ơi, áo vàng là 65k nhá. Bán hết nó rồi, còn mỗi một cái. Có một cái kệ. Đỏ này bao nhiêu? 50k. Đỏ này 50k này các chị này. Đỏ 50k phông zip nha mọi người nha. Mã này các chị tầm khoảng 52 cân quay đầu là đẹp này. Đẹp luôn. 52 cân quay đầu thôi nhá mọi người nha. 52 cân quay đầu này. Phông zip đẹp này, chị nào lấy thì comment đỏ cho em. Cái này các chị mặc không trễ vai cũng được nhá. Đây nhá, đỏ 50k này. Chị nào lấy comment đỏ này. 51, 52 cân quay đầu mặc đẹp này. Vì Quỳnh quá là mấy cái này mà mặc này. Rất đẹp lắm luôn, siêu mát luôn này. Vì Quỳnh nhỏ là mấy cái này mà mặc này. Áo này 50k này, vì Quỳnh này sốc không? Xeo lắm, chất mát lắm Quỳnh ạ. Hàng này chất đẹp, đẹp hơn lần trước Quỳnh mua ấy. Chất đẹp hơn lần trước Quỳnh mua mà lại còn rẻ hơn nhiều. Có đỏ với vàng này, các chị làm luôn một đôi đi này. 50k áo này nhá, đỏ vàng này. Các bạn mua luôn một 50k combo, nhá, các chị mua luôn combo 100 luôn này. Ờ cái này lần này nó may còn kiểu khách đẹp hơn mà chất mát lắm. Chất đẹp. À lần này giá lại rẻ nữa. Nào có chị nào chốt mã này không này. 50k một chiếc này, giá sốc luôn. Giá sốc luôn này các chị này. Chị nào lấy nhanh tay comment này. Chị nào chốt mã này không ạ? Chị nào chốt mã này để em qua mẫu nhá. Chỉ với giá 50k thôi. Đây, các chị mặc đấy, quần suông quá rẻ luôn. Các chị mặc với quần suông, quần short, chân váy. Nói chung là rất là dễ phối đồ nhá. Ai lấy thì comment có đỏ với vàng. Có đỏ với vàng nhá các chị nhá. Ai lấy nhanh tay nhá. Đỏ vàng trắng. Có đỏ vàng trắng. Có đủ màu, có đỏ, có vàng, có trắng nhá. Đây, cái này em cũng sale cho mọi người này. Mã này thì các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu. Mã nâu này 60k nhá. Mã nâu này 60k này. 55 cân quay đầu nhá, toàn bộ này là đính đá này mọi người này. Hoa đồ nổi luôn. Hoa 3D đính đá. Ai lấy đi comment nâu cho em hoặc là vàng bò nhá. Comment vàng bò cho em. Em sale là 60k. À mẹ bảo là bố có bên cơm không ấy bố ơi. Sao mẹ nhìn thấy bố đang xem đúng không? Body dài chắc là hết rồi. Đây nhá, chị nào lấy đi comment nâu cho em này. Mã này có duy nhất nâu. À có một màu hồng. Có một màu hồng. Mã này em còn nâu với hồng nhá, sale 60k, chị nào lấy comment nhá. Có duy nhất một chiếc hồng thôi. Đây,
hàng đẹp luôn, 60k các chị, 55 cân quay đầu nhá, bao vừa nhá. 60k này có ai lấy nâu không nè? Chân váy nhen không mà có bán này, toàn bộ chân váy đẹp luôn. Chân váy là 140. Áo là 60k, cả set là 200. Ai chốt áo nâu này thì comment nâu kèm số điện thoại cho em này. Nâu nhá mọi người nhá. Ngân trần vàng lấy nâu. Rồi ok, đổi vàng lấy nâu. Cái mã này form bé nhá chị nhá. Mã này form bé thôi, tầm khoảng 55 cân quay đầu thôi. Đây toàn bộ hàng đẹp này mọi người. Cho chị vàng đỏ nữa, chị thuần vàng đỏ nữa. Đây. Đây nhá, vàng đỏ mã này đúng không chị? Chị Thuần ơi, có phải vàng đỏ mã này không? Vàng đỏ. Có phải vàng đỏ mã này không ạ? Không, cổ kim trơn có. Nếu mà vàng đỏ mã này thì ok cho em nhá. Hoặc là cái nhiên đang mặc là vàng bò. Hay là vàng bò. Hay chị lấy cái vàng bò này nhỉ? Chị lấy cái nào comment lại cho em. Nếu mà vàng đỏ cái này thì là vàng đỏ. Hai cái vàng đỏ. Còn cái em đang mặc là vàng bò nhá. Không thì comment hoa cho em cũng được. Không trơn cổ tim có. Nhiều mã quá, không biết là nó lẫn ở đâu rồi nè. Đây. Có đủ màu luôn. Đấy. Chào chị Tina Phan. Mã này đang sale 60k này. Ừ em. Ừ em nghĩa là như nào? Đây. Bảo đúng là... này thì ok. Đây. Nếu mà một vàng một đỏ thì ok cho em nhá. Thì chị comment là hai cái nhá. 50 chất không zip. Hai cái. Đây tim cổ trơn đây này, chị Thùy Dương này. Tim cổ trơn này là 50k nhá. Chẳng nhẽ lại lấy hai cái giống nhau. Rồi ok, vàng đỏ. Đấy chị lấy hai cái vàng đỏ đấy mẹ. Ok chị Thuần ạ. Đẹp đây nhá, tim cổ trơn này, chị nào hỏi tim cổ trơn em có tim cổ trơn nhá. Nào phong nghe năm mặc 60k nào, ai lấy không nào? 60k từ 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Cái mã này có cả hồng. Mà hồng nhá, có một cái hồng duy nhất. Rồi hai cái chốt cho chị được. Đó đẹp mà đẹp. Không phải đâu. Rồi em đổi rồi, mai chị qua lấy. Đổi rồi nhá, ngân trần nhá. Đây có một cái trắng xanh này cũng đẹp này. Chất đẹp mát cực kỳ luôn. Chất đẹp mát cực kỳ nhá mọi người nhá. Theo này. Áo nhà em lắm rẻ, chất đẹp. Ai ạ? Chị Thuần. Đây nhá, cái này là theo này. Này còn rẻ hơn nhiều chị Thuần này. Càng ngày lần này càng rẻ hơn này. Mua chuyến này còn đẹp rẻ hơn nữa. Không bật điện thoại. Chuyến này vừa rẻ vừa đẹp hơn. Đây nhá, áo nhiên đông mặc này 50k này, chị nào thì comment đâm trắng xanh cho em. Comment xanh cho em này. Xanh nhá mọi người nhá, 50k nhá, chữ này chữ thêu này. Chữ này chữ thêu. Theo chị Thùy Nhung. Chào chị Anh Co Quách ạ. Chị nào lấy trắng xanh thì comment trắng xanh này. 50k nhá mọi người nhá. Mã này các chị tổng khoảng 60 cân quay đầu mà vẫn được.
siêu mát luôn. Hàng Quảng Châu mát cực kỳ luôn, thêu đẹp nhá. Cứ chọn cái này rồi lại thấy cái kia cũng đẹp. Mua luôn vài cái đi các chị ạ, rẻ, rẻ bèo. Các chị mua năm nay không mặc thì để sang năm. Mà bây giờ mùa hè vẫn còn dài mà, bây giờ mới có tháng 6, tận tháng 10 mới hết hè. Có mặc còn mặc còn chán. Các chị còn mặc còn chán. Còn phải mua thêm nhiều đợt. Để hàng thời trang bây giờ. Đây, đây. Đấy, có chị nào lấy trắng xanh thì comment trắng xanh cho em. Toàn mã rẻ đẹp cực kỳ luôn. 6 giờ rồi. Mẹ ạ. Hiện tại là bây giờ là con xin thông báo bây giờ là 6 giờ. Em mặc cái mã cho mọi người xem. Xinh, ôi xinh đẹp cực kỳ luôn. Áo không 50k mà đẹp không mọi người, toàn hàng Quảng Châu chất xịn như thế này cơ mà. Đấy các chị ai lấy chụp ảnh màn hình inbox. Siêu đẹp, siêu rẻ luôn. Để mai lên. Rồi ok Ngân Trần. Đây nha mọi người nha, lên cái mã mã yếm này. Mã yếm mới đang rất là hot luôn này. Đính ngọc nha mọi người nhá, đính ngọc hai bên vai này nhá. Mã này kể cả các chị 57, 58 cân vẫn vừa luôn, thề em thấy luôn. 57, 58 cân vừa thoải mái luôn này. Mã đính ngọc này đang cực hot luôn này. Đây dài rộng thoải mái nhá. Đấy. Em thì thích mặc cộc cộc như thế này thôi. Mã này đang sale 120, sale còn 85k. Hàng hoa 3D đẹp nhá nhá. Toàn bộ là hoa 3D đẹp thế thôi. Dạ. Hàng này là hàng may thiết kế hoa 3D đẹp này mọi người đã. Đấy. Em có màu vàng với cái màu hoa này nhá. Hoa 3D nhá. Hoa đỏ này. Hoa các vàng hàng. Hoa đỏ ruộng các hàng đẹp. Còn này nữa này. Với cả màu này nữa. Váy vàng trong cùng giảm bao nhiêu? Váy vàng trong cùng là giá 195. 195 hàng layout da da đẹp ạ. Váy nhà em nhiều mà mọi người, váy nhà em nhiều lắm. Em like vừa like váy lẫn lại áo. Chân váy, quần bầu, quần sóc. Dùng dùng nói chung là có hết. Cái gì các chị hỏi cũng có. Đây nhá, đây là hàng lụa đẹp này mọi người này. Hàng von lụa toàn bộ là hoa 3D đẹp nhá. Đây các chị này, 120 sale còn 85k nhá. 120 sale 85k, chị nào lấy comment này. Đấy, hàng đẹp. Còn em có một cái hàng lần trước em bán ấy thì chỉ bán 60k thôi. Nhưng mà cái hàng đấy, hàng đấy chất nó không được đẹp như thế này đâu. Đây cái hàng lần trước 60k này. Là cái hàng 670k là cái hàng chất này này. Đây 60k này. Là cái chất von này nhá mọi người nhá. Cái chất von này khác hẳn luôn. Đấy. Đây là chất lụa. Đây cái chất này lụa đẹp này. Đấy lụa cắt hàn của cái lần trước. Nó cũng kém kiểu như em đang mặc. Nhưng em chỉ bán 60k thôi. Cái hàng đấy là hàng rẻ hơn thì em hết rồi. Nên là mọi người không kiểu tránh nhầm lẫn nha. Tại vì là hàng chất này là hàng thiết kế chất đẹp khác nhau. Đây hoa đây, ai lấy hoa thì comment hoa này. Màu nào cũng đẹp, toàn màu. Màu nào cũng đẹp, toàn màu đẹp thôi. Những cái hàng này nó ra, cái vải của nó họ đã lựa chọn rất là kỹ rồi. Toàn màu đẹp này các chị này. Thử cái hoa này cho mọi người xem đúng không? Em thử hoa cho mọi người xem. Thật sự là quá đẹp luôn. Hàng này thì các bạn mua ở shop khoảng hơn 200 một áo luôn. Hàng này nó thiết kế. Những cái đính ngọc của nó là đính đấy. Đính ghim luôn chứ không phải là nó gắn đấy đâu. Bắn ghim thẳng vào luôn. Xịn lắm. Hỏi bộ ven cơm không trả lời thật lời. Hỏi lại ra luôn. Đây hoa này các chị này. Đấy. Hoa hồng nhá. Hoa hồng, hoa vàng, hoa xanh. Hoa hồng, hoa vàng, hoa xanh này. Nhiều hoa lắm nhá mọi người nhá. Nhiều hoa lắm. Nào chị nào lấy thì comment cho em này.
cái mã này 5657 cân quay đầu lại vẫn vừa nhá mọi người nhá. 5657 cân quay đầu mà lại vẫn vừa này. Đính đá nha, cổ đính đá này, hai bên đính đinh nhá, toàn bộ là hàng đẹp thôi. Em chỉ còn vài chiếc thôi. Chị nào lấy comment nốt cho em nhá. Còn vài chiếc theo nốt này mọi người này. Từ 40 cân đến khoảng 5657 cân vừa nhá. Đây. Cái nách của nó các chị xem may nó rất là sát ôm luôn. Ôm đẹp luôn nhá mọi người nhá, ôm đẹp luôn. Nào có chị nào chốt mã này không ạ? Đúng thời trang luôn này mọi người. Có chị nào chốt mã này thì comment cho em, cho mình một màu vàng. Chị Minh Tây cho mình một màu vàng, xem số điện thoại. Màu vàng hoa là màu vàng quả, màu vàng hoa to. Đây, cái em đang mặc này là hoa xanh nhá. Còn cái em vừa nãy là mặc hoa vàng nhí. Cái em vừa mặc lúc nãy là hoa vàng nhí. Mã này là em sale là 85k nhá, hàng lụa đẹp này. Cái mẫu vừa nãy là hoa vàng nhí. Còn hoa em đang mặc là hoa đỏ. Like quần tây chưa chị em? Quần tây em like kém nhưng có những cái mã tối hôm qua thôi chị Kim Ân Nguyễn ạ. Những cái mã mới là những cái mã tối hôm qua nhá. Đấy những cái mã em up ảnh đấy. Nào có ai chốt mã yếm này thì comment cho em nhé. Chị Mỹ Tây cho em số điện thoại với ạ. Mẹ đưa về nhá. Chị Mỹ Tây nếu mà lấy cái hoa vàng nhí này thì cho em xin số điện thoại. Đây. Nếu mà lấy đi chị Mỹ Tây lấy thì comment vàng nhí cho em không áo này mà. Còn size nhỏ quần đen đây đâu, size nhỏ quần đen đây đâu thì nó chỉ có size M thôi chị ạ. À, size M thì ở 40 mấy cân vẫn không vừa đâu, cái đấy không có S đúng không? S thì chỉ có mã đen, một số cái mã đen đấy, cái mã cái quần đen đây đâu mà không có S đúng không? Nếu mà chuyến sau có S thì để em gửi cho chị nhé. Hiện tại là chưa có S, xưởng chưa giả S. Em like nốt mã này nghỉ nhá. Có chị nào lấy à, mọi người có muốn mua đồ chip không nào, để like kèm đồ chip vào nhá mọi người nhá. Em like bán kèm đồ chip vừa đẹp vừa rẻ này. Vừa đẹp vừa rẻ nhá mọi người, chờ em một tí nhá. Để mình bán đồ chip cho mọi người nha. Mua kèm đơn luôn, hàng đẹp giá siêu rẻ luôn. Là mình hàng chip này mình chỉ lấy kèm đơn lấy hộ cho khách thôi, chỉ lấy nguyên tiền cước thôi nha. Lấy nguyên tiền cước cho mọi người thôi, mọi người có thể mua cho cả nhà, cho mẹ, cho các chị cũng được. Bởi vì mình bán nó đủ các mã luôn, lần này lấy số lượng rất là nhiều. Về đủ màu, đủ mã mà chất lượng thì các bạn yên tâm nhé. Toàn chip chất cốt tông với lại hàng đúc, hàng lấy hàng, nói chung là toàn hàng đẹp thôi. Hàng đẹp mà giá rẻ. Cho em xem váy lanh 2 dây Mỹ Tây cho mình một cái vàng nhí. Tây chị cho số điện thoại đấy. Đi vứt cho mẹ cái ấy đây này, váy lanh.
Đây chị Kim Ngân Nguyễn mua quần áo cho mẹ thì đây nhá, mình còn một ít này mình xem. Có váy lanh 2 dây, có bộ lanh. Đây. Còn một bộ lanh này là lanh hàng may nhá. Đây là bộ lanh hàng may này. Mình sale 80.000 này. Còn size L nhá. Bộ này còn size L cho các bà từ khoảng 55 cân đổ lại. Từ 50 đến 55 cân nhá. Đây mình 60 cân chắc là mình mặc vẫn vừa, nhưng mà các mẹ thì thích mặc rộng rãi hơn. Đây, Kim Ngân Nguyễn có mua bộ này cho mẹ không? Chốt cho chị Mỹ Tây một vàng nhí rồi ạ. Có chốt cho Mỹ Tây một vàng nhí rồi nhá. Quần chip đi rồi, ok Mỹ Tây nhé. Chip nhiều độ đẹp lắm, đẹp mà siêu rẻ nhá. Đây còn bộ này mình sale 80k này. Đây quần của nó đây. Đây là bộ 150 nhá. Đây là hàng may, lanh này là lanh lụa luôn, lanh cực đẹp luôn. Các bạn nào lấy cho mẹ thì đấy nhá. Bộ này từ 50 đến 55 cân nhá. Từ 50 đến 55 cân. Rất là đẹp luôn, lanh này rất là đẹp luôn. Đây. Quần có túi nhá. Bộ lanh này. Rất là đẹp luôn. Còn một bộ này sale là 80k nhá. Bộ lanh này 80k thôi. Bộ này là bộ trăm mấy luôn. Có quần dài không ạ? Quần này không dài đâu. Quần này là lỡ nhá. Đây mình còn một số váy lanh này nữa. Các bạn đợi một lát rồi mình qua các mã chip nhá. Mã chip thì hàng siêu đẹp siêu xinh luôn. Đây. Còn một số mã váy lanh như này mình sale 50k một váy lanh nhá. Váy lanh đây, váy lanh này mặc đi ngủ đấy. 50k một váy lanh cho các bạn từ 60 cân đổ lại mặc được nhá. Từ 40 đến 60 cân bởi vì nó là dòng váy mặc đi ngủ ấy. Rất là nhiều màu luôn. Đây là màu số 1 này. Đây là màu số 1 nhá. Mình like qua thôi để mình like sang đồ chip nhá. 50k một váy nhá. Đây là màu số 2 này. Đây là màu số 2 nhá. Váy này rất là xinh luôn, toàn hàng lanh đẹp thôi, 50k một váy này. Đây váy này là váy màu số 3 nhá. Đây. Váy màu số 3, rất là đẹp luôn. Mai Hà ơi, bộ lanh còn một bộ cô đang sale là 80k, cháu có mua cho mẹ thì mua nhá. Bộ lanh ấy đẹp lắm, hàng lanh đấy là lanh may. Lanh đặt may ấy. Còn váy này là váy lanh này là 50k nhá, 50k. 50k một váy nhá. Đây là màu số 3 nhá. Đây. Còn một bộ lanh tím nữa. Một bộ lanh tím, lanh chất siêu dày đẹp luôn. Bộ này thì size M cho các bà từ 50 cân đổ lại thôi. Bộ này thì từ 50 cân đổ lại nhá. 50 cân đổ lại. Bộ lanh tím này từ 50 cân đổ lại cho các bà từ 50 cân đổ lại thôi. Từ 45 đến 50 cân. Size M nhá. Bộ này size M này. Cũng 80k. 80k các bạn nào lấy thì lấy cho mẹ thì tiện đơn thì xin mình ship luôn nhá. Bởi vì những cái hàng này nó là chất lanh rất là đẹp luôn. Quần của nó là quần suông. Chất lanh này dày dặn đẹp lắm. Cho em cái váy lanh thứ 3 chị nhé. Rồi ok Mỹ Tây. Váy lanh đẹp lắm, chỉ còn một ít chị sale thôi. Váy lanh này cực đẹp luôn. Đây. Hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng đẹp luôn. Nhưng mà nữa là nhỡ khi người ta viết tên lại người ta ấy thì mình mới biết cái đơn này người ta gọi cho mình chưa. Không có free ship đâu. Cái gì nhỉ? Mỹ Tây ơi, cho em hai cái màu sáng. Kim Ngân Nguyễn lấy cái gì đây? Kim Ngân Nguyễn đây, em lấy váy hay lấy gì? Mình bán sang đồ chip nhá. Kim Ngân Nguyễn lấy váy thì comment vào váy nhá. Mình còn mã số 1 và mã số 2 nhá. Nhà mình đã hàng sale, hàng đẹp giá siêu rẻ rồi, không free ship nhá. Ship nhà mình đồng giá 30k trên toàn quốc nhá, một đơn hàng. Váy lanh cho mẹ thì lấy hai màu này thì em có ok không?
Chị còn màu này với màu này này. Đây. Chị còn này, mã này này. Màu số 1 này. Ừ, màu kia hết rồi, còn mỗi một cái Mỹ Tây lấy thôi. Đây, còn màu này là màu số 2 nhá. Đây, cho cháu. Cháu có được bộ lanh không cô? Mai Hà lấy bộ lanh nào, có lấy không thì cô để cho. Còn mỗi một bộ duy nhất thôi. Mai Hà có lấy bộ này cho mẹ không này? Rất là đẹp luôn nhá, 80.000 một bộ thôi. Đây, Mai Hà có lấy thì ok cho cô nhá. Đây nhá, Mai Hà lấy thì ok hộ chị nhá. Rất là đẹp luôn. Từ 55 cân đổ lại, 50 đến 55 cân. Đây mình bán đồ chip nhá. Đây nhá các bạn nhá, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Quá đẹp luôn, chất cốt tông. Siêu mát luôn, mã số 1 này cho các bạn từ 50 cân đổ lại nhá. 52 cân đổ lại, mã này là 52 cân đổ lại. Một lỗ của nó có rất là nhiều màu. Đây nó có đủ màu luôn, màu da, màu đen, màu đỏ, nói chung là nó rất là nhiều màu rồi. Ok, cái bộ này để chị Mai Hà. Màu sáng à, mẹ em thích màu sáng. Thế em thích, mẹ em thích màu sáng thì lấy một cái màu sáng này thôi, hay là lấy cả một đôi. Đây, chị vẫn còn nhá, còn hai cái màu sáng này. Mã chip đầu tiên này mình bán 150k nhá, 150k một lỗ 10 cái này. Các bạn nếu mà mua ít nhất là từ nửa lỗ nhá, từ 5 cái trở lên thì mình mới ship thì mới bán nhá. Đây cho các bạn từ 52 cân đổ lại, đây là mã số 1 nhá. Mã số 1, chất cốt tông, hàng siêu đẹp luôn, cam kết là cực kỳ là đẹp luôn nhá. Chất siêu mát, cái này các bạn mua ở ngoài tầm 250 một lỗ như thế này. Đấy. Rất là đẹp luôn. 150k một lỗ. Đấy, mình lấy như này là chỉ lấy kèm đơn cho các bạn được mua hàng đẹp mà giá rẻ thôi, thật sự luôn. Có đủ màu luôn. Bạn nào lấy mã này thì comment cho mình mã số 1 nhé. Mã số 1 từ 52 cân đổ lại. 52 cân đổ lại nhé. Từ 45 đến 52 cân. 150k một lỗ nhé. Chất cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hàng Quảng Châu xịn luôn. Chất cực mát đẹp. Chất này mát lắm, đẹp nhé. Bạn nào lấy mã số 1 thì comment cho mình mã số 1 để mình qua mã khác nhá. 150k một lỗ nhá. Đây qua cái mã này, mã số 2. Mã số 2 này từ 55 cân đổ lại nhá. Có quần jean lỡ không ạ? Lan Ninh ơi, có quần jean lỡ nhá. Quần jean lỡ chị nhiều lắm. Có chip gen không shop? Có chip gen nhá. Đợi chị qua mã này rồi chị lấy chip gen. Có chip gen. Đây, chưa có ai đấy. Chưa có ai cái đấy. Mã số 1. Đây là mã số 2 nhá các bạn nhá. Hàng cốt tông rất là đẹp luôn đây. Đây cho các bạn xem gần. Chất cốt tông cực kỳ là mát, co giãn tốt, chất siêu đẹp luôn nhá. Mã số 2 này cũng 150k một lỗ nhá. Bạn nào lấy thì comment cho mình mã số 2 nhá. Mã số 2. Mã số 2 150k một lỗ. Đây nó có rất là nhiều màu luôn. Có đủ màu luôn. Đây. Rất là nhiều màu. Hàng đẹp nhá. Chất siêu mát, siêu đẹp luôn. Các bạn không mua đâu đâu. Để cháu bộ lanh. Rồi Mai Hà ơi, cô để bộ lanh rồi nhá. Đây. Bạn nào lấy mã này, mã số 2 nhá. Mã số 2 rất là đẹp luôn. Một lỗ bao nhiêu chiếc? Một lỗ là 10 chiếc nhá. Vũ Tung Quân đây, một lỗ là 10 chiếc. Chất đẹp lắm đây. Chất cực kỳ là mát luôn. Những cái mã này các bạn mua không bao giờ dưới 250 một lỗ luôn. Thật sự luôn. Một lỗ. Một lỗ là 10 cái nhá. 10 cái 150k. 150k cho em. Cho em mã 2 rồi. Ok em. Rất là đẹp luôn. Mã 2 mình cũng vẫn còn nhiều nhá. Các bạn nào lấy thì comment cho mình nhá. Rất là đẹp luôn. Chất này mát lắm. Các bạn từ 55 cân đổ lại mặc mã 2 này nhá. Từ 45 đến 55 cân. Rất là đẹp luôn. Đây cho chị Vũ Thu Quân. Rất là đây các bạn nào hỏi mã gen nhé, đợi mình lấy mã gen nhá. Đẹp cực kỳ luôn ạ, siêu rẻ luôn các tình yêu. Đây là mình lấy để kèm đơn cho các bạn thôi, tiện để các bạn khỏi phải mua ở ngoài nó đắt ý.
điện đơn để gửi luôn, chứ mình cộng 10 nghìn một lố chip luôn. Đấy là lấy hộ cho khách thôi, thực sự luôn. Đây có bạn nào mặc ren đẹp thì đây, có cả mình có hàng ren vừa tiền và có cả hàng ren rẻ nhá. Đây là hàng ren xịn nhá. Đây, như một cái quần đùi luôn. Đây. Ren này là ren Thái nhá, đây là hàng Thái ạ. Hàng Thái nhá, cho các bạn từ 60 cân đổ lại. Mã này từ 58 cân đổ lại nhá. Từ 50 đến 58 cân. Các bạn từ kể cả từ 48 cân vẫn mặc được, độ co giãn của nó rất là tốt luôn. Đây. Rất là đẹp luôn. Một lố này là 210 nhá. 210 nhá Vi Ngọc Anh ơi, đây là 210. Các bạn mua cái này chắc chắn là 35.000 một cái hoặc là 40.000. Quần này đẹp thế không thể nào? Hàng Thái xịn luôn. Victoria, Victoria. Hàng Thái xịn luôn nhá. Đây. Đây. Hàng này ở shop bán khoảng tầm 50.000 một cái chứ không bao giờ dưới luôn. Cái hàng này. Chất ren của nó đây các bạn xem gần nhá, nó quá đẹp luôn nhá. Đây. Như một chiếc quần đùi luôn, mặc thích lắm. Hàng này các bạn mặc váy các thứ thì cũng ok luôn. Nhiều màu toàn là đẹp, đẹp thôi. Cái hàng đẹp này thì của nó màu của nó thích lắm. Đây. Một lố màu của nó đây, toàn màu đẹp thôi nhá. Đây. Màu đẹp lắm. Màu đỏ đấy. Màu nào cũng đẹp luôn. Màu đỏ này, màu da này, màu đỏ này. Màu tím này. Màu đen này. Tím cẩm này. Xanh rêu này, nói chung là toàn màu đẹp thôi. 210.000 một lố nhá. 210.000 một lố. Bao giá thật rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ cho các bạn luôn nhá. Mình chỉ cộng có 10.000 một đấy thôi. Một lố thôi, các bạn nào có đơn thì mình bán kèm đơn ấy. Cái lố này là 210.000 nhá. Ai lấy lố chip này thì comment cho mình mã số 3 nhá. Yến quạ. Cô đẹp gái, cô già lắm rồi, cô đẹp gái. Cô đẹp kỳ luôn. Nguyễn Phương có đơn chưa nhờ? Nguyễn Phương chưa có đơn. Chị Nguyễn Phương. Đẹp mỹ mãn luôn Nguyễn Phương ạ. 57, 58 cân đổ lại, quá đẹp luôn. Bên ngoài đẹp hơn nhiều chị. Lê Hà Thu Hà ơi, có áo chip nhá. Bên ngoài đẹp lắm các bạn ạ. Hàng này thì các bạn mua quá là xịn luôn. Số này mình cũng lấy ít ấy, lấy số lượng ít bởi vì cái hàng này nó đắt. Có đúc nhá. Lê Gia ơi có đúc, tí nữa chị like cả đến quần đúc này. Chị Nguyễn Phương một lố này. Ôi đẹp thế. Đẹp mỹ mãn luôn. Đây có cả ren rẻ nữa. Đây nhá, mình có một lố ren nữa nhưng mà hàng này hàng rẻ hơn. Cho em một lố ren. Mai Lê. Mai Lê hết rồi. Cái lố này hết rồi. Cái lố ren đắt lại hết mất rồi. Mai Lê ơi chọn lố khác giúp chị nhá. Tí nữa chọn có qua một lố pha ren kia cũng xịn lắm. Hàng ren đắt. Cái này, cái này còn... Đây cũng là quần ren cũng rất là đẹp luôn. Đây của chị Nguyễn Phượng này. Đây nhá, mã đấy là mã này là mã số 4 nhá mọi người nhá. Mã này mã số 4 này. Cho em một lối chip ren chị nhé. Mỹ Tây ơi, chip ren cái hàng 201 thì chị hết rồi. Chị còn qua mã này mã số 4 này. Mã này cũng rất là đẹp luôn. Hàng siêu đẹp luôn nhá. Mã này là 160k. 160 nhá mọi người nhá. Các chị có đơn, các chị có đơn thì lấy 150 thôi, 150. Siêu rẻ luôn nhá. 150 cái mã này cũng rất là đẹp luôn, có nhiều màu lắm, màu đẹp. Đây này. Màu của nó đây toàn màu đẹp nhá mọi người ạ. Ai lấy mã này thì comment cho mình mã số 5 nhá. À mã số 4 nhỉ. Mã này các bạn từ 55 cân đổ lại nhá. 55 cân đổ lại thì mặc nhá. Mỹ Tây có lấy mã này không? Em trẻ thì lấy mã này cũng rất là đẹp luôn này. Đây. Mã số 5 nhá, 150k một lố. 150k. Mã ren này rất là xinh luôn. Đây, đằng trước đằng sau đây. Điệu lắm. Mình bán quần rồi tí lát mình bán áo cho các bạn nữa nhá. Mã ren này rất là xinh luôn. Các bạn nào từ 55 cân đổ lại nhá. Từ 45 đến 55 cân. Thì mặc mã này, mã số 5 nhá. Mã số 5 150k. Tên đắt kia các chị thích thì lần sau lấy nhiều cái hàng đấy đúng không? Hàng đấy. Như một cái quần đùi luôn. Đây cái mã này rất là đẹp luôn này mọi người này. Đây cái mã này đẹp, mã ren này cực kỳ là đẹp luôn. Mỗi cái quần nó kèm theo một cái túi để đựng luôn này.
Mã số 6 nhá, mã này là mã số 6. Mã số 5 đấy xinh nhá. Mã đấy ai trẻ mà thì đẹp, các chị trẻ. Mã số 6 nhá mọi người ơi. Mã số 6 là 190k. Hàng này thì ôi dồi ôi nó đẹp. Mà nó siêu bền luôn, cả nhà mình lại hay mặc hàng này. Nhà mình Ly với mình hay mặc hàng này. Siêu bền luôn các bạn ạ. Từ 45 đến 60 cân mặc vẫn ok. Cái hàng này nó co giãn của nó mà hàng độ này. Độ không bền gân của nó. À, để không gân. Độ bền hàng này cũng không gân đâu, hàng này không gân. Mặc quần độ bền thì siêu bền luôn. Riêng cái hàng này. Hàng này mặc siêu bền, giặt máy tẹt ga luôn nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây. Các bạn xem tên mã của nó đây. Là 200. Ở mã này là các chị có đơn thì xem 190.000 một mua chỗ khác nhé. Toàn là các bạn mua này chắc chắn là 330.000 một cái luôn, không bao giờ có dưới, bởi vì hàng này hàng pha tên hàng xịn lắm, đằng sau của nó là lượn lố đấy, bao chất luôn. Thật sự lố này thì nhà mình chuyên mặc hàng này siêu bền siêu đẹp luôn thật. Hàng này giật máy thích là cái độ giật máy của nó thoải mái luôn đấy. Mã này đây, mã này mã số 6 nhá mọi người ơi, mã số 6 190k nhá. Màu của nó đẹp lắm, mã này hàng đẹp của nó nên màu của nó cũng chuyên màu đẹp thôi. Đây, màu của nó đây, toàn màu đẹp. Đây nhá. Màu màu chị tím cổng này. Mã số 6 này mặc thích này chị Mỹ Tê này. Màu xanh này, màu da này. Có một cái màu cốm này, một cái màu tím này, một cái màu da đậm này và một cái màu tím cẩm. Đấy, toàn màu đẹp và một đỏ đô. Đấy. Màu đẹp lắm, nói chung cái hàng đẹp này màu của nó cũng rất là đẹp luôn. 190k nhé các bạn, từ 60 cân đổ lại vẫn mặc được, mà 45 cân mặc cũng ok bởi vì kéo thích lắm, thoải mái. Đây. Mỗi quần của nó kèm theo một cái túi như thế này đựng luôn, xinh lắm. Hàng này thì các bạn mặc thì quá yên tâm về chất lượng của nó rồi. Cực kỳ là đẹp luôn. Đặt máy thoải mái. Ai lấy mã này thì comment cho mình mã số 6 nhé. 190k. Các chị ở sau các chị hỏi nhé. Qua tên mã số 7 nhé. Mã số 7 là hàng thông hơi nhé mọi người nhé. Mã số 7 này là hàng thông hơi pha gen hàng Thái. Đây là hàng Thái nhé. Cái hàng này đẹp nhưng giá rất là mềm. Hàng đẹp mà giá siêu rẻ luôn. Đây nhá, 150k thôi mọi người nhá. 150k một lố như thế này cho các bạn từ 55 cân đổ lại mặc ok nhá. Các bạn từ 55 cân đổ lại. Đây. Rất là đẹp luôn. Cái hàng này, cái lố này màu của nó cũng đẹp. Màu của nó toàn màu đẹp luôn. Đấy. Ở bên ngoài nhìn màu đẹp lắm bởi vì bên ngoài của nó toàn là màu đậm luôn. Màu đậm rất là đẹp. Các bạn có thể mua từ nửa lố. Ít nhất là mình ship kèm đơn từ nửa lố nhá. 150k, mã số 7 nhá, mã số 7 ạ. Mã số 7 150k rất là đẹp luôn, hàng này hàng thông hơi. Chất thì siêu bền luôn, rất là thoải mái, co giãn mặc như không mặc luôn. Mình lấy toàn hàng pha gen trẻ trung với là cả hàng không có gân đâu, thoải mái mặc luôn đấy. Siêu đẹp nhá. Bạn nào lấy thì comment cho mình mã này là mã số 7 nhá. Sau like các bạn có thể có loại đúc thông hơi trơn không ạ? Có nhá. Đây có đúc đây, đúc này đẹp này. Đúc thông hơi đây, cực kỳ là đẹp luôn hàng Thái, đẹp lắm. Đây lê da này em không lấy được lúc kia, em có thể lấy hàng đúc này. Hàng đúc thông hơi đây nhá. Hàng siêu đẹp luôn nhá các bạn nhá. Đây Victoria. Hàng chuẩn luôn. Loại 1 luôn nhá. Cái mã này thì các bạn từ 57, 58 cân đổ lại mà cũng ok luôn. Bởi vì cái hàng này chất rất là thích luôn. Đấy, hàng đẹp. Bạn nào lấy thì comment cho mình mã này mã số 8 nhé. Cũng 190k một lố nhé. Các bạn mua ngoài thị trường nhé, mua cả lố cũng không bao giờ có dưới 250. Mình cam kết luôn, hàng này không bao giờ dưới 250 luôn. Một cả lố luôn, còn các bạn mua lẻ thì không bao giờ dưới 30.000 một cái. Đây. Hàng Thái nhá. Chất rất là đẹp luôn nhá. Bạn nào lấy mã này thì comment cho mình mã số 8 nhá. Mã số 8 hàng đúc, hàng thông hơi nhá. Hàng thông hơi từ 57, 58 cân đổ lại mặc là ok nhá. 190k nhá Lê Sa ơi, 190 thôi.
chị sale chỉ có 190 thôi nhá, bán cho các bạn có kèm đơn luôn, quần áo các bạn mua quần áo thứ bên mình ấy thì là mình ship kèm đơn luôn. Hàng đúc thông hơi này rất là đẹp luôn, Victoria hàng Thái luôn, cực kỳ là đẹp, hàng loại 1 mình bao chất luôn, hàng chất cực kỳ là mát đẹp luôn. Các bạn đã mặc hàng này rồi, nếu ai mặc hàng đẹp, hàng này nó có mấy loại cơ, có một loại chỉ có 120k một lố thôi, nhưng mà cái hàng đấy thì nó vão lắm, mình không buôn. Đây, chất rất là đẹp luôn. Lê ra lấy thì cho mình xin số điện thoại nhé Ly ơi. Cho cháu một lố loại số 8 Phùng Dịu. Phùng Dịu ơi, comment lại cho mình xin số điện thoại với. Cho mạng 9 Bảo Hà Giao Lê. Bảo Hà Giao Lê có đơn ở đây rồi đúng không? Bảo Hà Giao Lê có đơn ở đây rồi phải không? Mọi người comment mã này là mã số 8 nhá. Đúng không nhỉ? Mã số 8. Mã số 8 nha mọi người ơi. Mã số 8 kèm số điện thoại nhá. Rồi ok, Phùng Dịu một lố này. Phùng Dịu này, Lê Gia này, Bao Ha rồi, có đơn rồi này. Lê Gia. Ôi, mọi người đợi một lát cái này mình thấy nhá. Lê Gia rồi, ok Lê Gia này. Bao Ha Giao Lê, Bảo Hà Giao Lê rồi. Có đơn rồi. Rồi ok. Chọn gì nữa nhỉ? Phùng Dịu này. Phùng Dịu. Cháu đang cần thứ 5 nhận được không? Lê Gia ở đâu đấy? Lê Gia ơi, thứ 5 hôm nay đã là thứ 3 rồi, bạn phải ở gần thì mới được nhé. Mình ở Tuyên Quang nhé. Lê Gia ở đâu? Lê Gia ở đâu để mai thì mình mới ship được? Sáng mai ship, nếu mà ở gần thì mới thứ 5 mới nhận được. Mình chuyển qua mã khác nha. Chuyển qua một hàng cũng là hàng đúc, nhưng mà nó không phải là hàng thông hơi. Hàng đúc này cũng chất siêu đẹp luôn mọi người nhá. Đây, cũng 190.000 một lố hàng đúc này. Lê Gia ở đâu? Đây, rất là đẹp luôn. Cái mã này thì size của nó to, cho các bạn từ 55 đến 60 cân mặc được. Cháu ở thành phố Tuyên Quang rồi, thành phố Tuyên Quang thì ship luôn được. Sáng mai mình ship thì chắc ngày kia nhận được luôn thôi, hoặc là mai chồng mình đi làm ấy thì mình để mình gửi anh em mang đi nhá. Mang theo thì bạn ở thành phố có ở chồng mình đi làm ở bên kia Đông Tiến ấy thì mang xuống luôn để gọi điện bạn ra lấy thì không phải mất ship nữa ấy. Thì sáng mai có nhận được không? Đây, hàng đúc này cho các bạn từ 55 đến 60 cân mặc là ok này. Từ 53, 54 cân đến 60 cân nhá. Cái mã này to này. Mã này mình lấy size to cho các bạn từ 60 cân đổ lại nhá. Đây, rất là đẹp luôn, cũng 190.000 mã số 9 nhá. Mã này là mã số 9. Mã số 9 nhá. Mã số 9 rất là đẹp luôn. Hàng này cái màu của nó đẹp lắm. Hàng đúc này, các bạn mặc hàng đúc này thì sướng, bởi vì chất của nó siêu mát luôn mà nó bền, siêu bền luôn, mặc sướng lắm. Thích lắm. Đây, màu của nó đây nhá mọi người nhá. Toàn màu rất là đẹp luôn. Đây xem. Màu xanh này. Màu cốm này.
có màu đen này, có màu đỏ mận này, màu da này, màu tím này, màu đen tím than này, màu đỏ này và một tím cẩm. Đấy. Bạn nào lấy mã này thì comment cho mình mã số 9 nhé. Các bạn từ 60 cân đổ lại mặc mã này là ok đấy. Từ 53 đến 60 cân nhé. Từ 53 đến 60 cân. Cầu nông tiến lấy hộ ạ. Rồi ok, lên ra nhá. Sáng mai chồng mình đi làm thì gọi điện qua lời lấy được thì đỡ, không phải ship. Hoặc nếu không không gọi được thì là mình ship. Ship thì trong tỉnh thì cũng chỉ lấy thôi. Trong tỉnh thì mình sẽ ở thành phố thì ship 20k thôi. Đây nhá, mã số 9 ạ, mã số 9 nhá, cho các bạn từ 60 cân đổ lại nhá, từ 53 đến 60 cân đổ lại. Màu rất là đẹp luôn. Chất thì quá đẹp luôn nhá mọi người nhá. Hàng Victoria, hàng xịn luôn, siêu đẹp luôn. Mình bán như này để kèm đơn cho các bạn ấy, để các bạn mua được hàng đẹp mà giá rẻ, yên tâm là chất cực kỳ là đẹp. Riêng hàng này mình chọn kỹ lắm. Đồ chip thì mình bán bao nhiêu năm rồi. Chọn những chất đẹp, hàng đẹp giá rẻ cho mọi người nha. Đây có một mã này rất là đẹp luôn này. Đẹp mà rẻ luôn nha mọi người nha. Đây, cái mã này cũng rất là đẹp luôn. Đây, mã này cũng siêu xinh này. Chứ cháu cũng mua hàng nhà cô rồi thế à. Rồi cảm ơn Lê Gia nhá. Đây, cái mã này cũng rất là đẹp luôn nhé mọi người nhé. Đằng trước của nó pha gen như thế này. Cũng hàng Victoria. Hàng đẹp luôn, hàng Thái. Đây các bạn nhìn cái phần tem mác của nó đây, thì biết này. Rất là đẹp luôn, mặc cực kỳ co giãn luôn. Cái mã này cho các bạn từ 48 đến khoảng 55-56 cân. 48 đến 55-56 cân mặc là ok nhé. 47-48 đến 55-56 nhé. Mã này mã số 10 này. Cũng 190k một lố nhá, 190k một lố. Cái mã này màu của nó cũng cực kỳ là đẹp luôn. Toàn màu đẹp thôi. Đây. Cái mã này màu cũng rất là đẹp. Màu da này, màu tím than này, mã số 10 nhá. Màu cốm này, màu tím cẩm này, màu da này, màu xanh rêu này, màu đỏ đô, màu đen. Đấy. Rất là đẹp luôn, mã số 10 100 cũng 190k một lố nhá. Hàng siêu đẹp luôn. Đây. Rất là đẹp, các bạn nhìn đằng trước đằng sau của nó nhé. Tuyến đường vào thành phố thì gọi cho cháu để cháu nhận bạn không ạ? Rồi ok lên xa nhá. Đây nhá, rất là đẹp luôn. Mã số 10 nhá mọi người ơi, mã số 10 cũng 190 nhá. Cái mã thông hơi này cũng rất là đẹp này. Cái mã thông hơi 150 này cũng rất là đẹp này. 150 này, hàng này cũng đẹp. Cho các bạn từ 55 cân đổ lại, mã này từ 55 cân đổ lại cũng rất là đẹp luôn nhá. Ai lấy thì comment cho mình nhé. Mã 11, đấy là mã 11 đi. Đây các bạn có thể mua kèm quần chip cho mẹ nhé. Hàng này thì nó là mẫu đơn giản nhất này, mẫu đơn giản nhất mua cho mẹ này. Mã này thì mình thì không mặc rồi, bởi vì mã này nó kiểu dáng nó đơn giản ấy. Thì mua cho các mẹ này, hàng đẹp mà giá rẻ, hàng cốt tông, mình lấy hàng loại 1 luôn nhé. Cô xinh gái, cô già rồi. Đây, đây mua cho các mẹ thì những cái mã như thế này, các bà rất là thích cái mã này luôn, bởi vì nó rộng rãi, thoải mái luôn. Mình có size cho các mẹ từ 50 đến 60, 65 cân, cho các bà từ 50 đến 65 cân đều mặc được thoải mái luôn. 110k một lố thôi. Cái lố như này là 110 nhá, 110k một lố như thế này. Các bà mặc thoải mái luôn. Đây các mẹ thì các bạn có thể mua kèm đơn để tặng cho các mẹ ấy. Mỹ Tây cho cả lố nhé.
đâu nhỉ? Mỹ Tây lấy số 10 là đây đúng không? Quên đấy. Mỹ Tây ơi, Mỹ Tây phải lấy mã 10 này không? Phải lấy mã 10 này không? 190 đúng không? Nếu đúng thì ok cho chị nhá. Mỹ Tây có lấy đúng mã 10 này không? Phải mã này không? Mã này đúng thì ok cho chị nhá. 190k nhá. Đây. 190 nhá. 190k. Mỹ Tây lấy mã này thì comment cho chị nhá. Hàng này thì quá đẹp luôn rồi. Chất gen của nó mát mát rượi luôn. Đúng rồi ạ. À. Rồi ok Mỹ Tây nhá. Đúng này đẹp lắm, toàn màu đẹp thôi. Quá rẻ luôn, mình chỉ cộng đúng 10k một lố chip lấy hộ đơn nữa, kèm đơn nữa các bạn thôi. Bao chất bao giá luôn, thật sự luôn đấy. Hàng chỉ lấy cước thôi, lấy cước để kèm đơn đấy, tiện các bạn. Có đơn rồi. Rồi ok bạn. Đây các bạn nào mua cho mẹ thì mua mã này. Chỉ 110k một lố thôi. Hàng chất cốt tông loại 1 luôn. Chất này thì siêu mát luôn nhá. Rất là đẹp mà mát luôn ấy. Mát lắm mà rộng rãi cho các mẹ mặc thì thoải mái luôn. Mua cho các mẹ. Chun siêu bền luôn. Các bà mặc thì rất là thích luôn. Bởi vì là chun thì nó chắc chắn. Mà chất thì nó mát. Bạn nào lấy mã này thì comment cho mình mã 12 nhá. Mã này là mã 12. 110k một lố. Đủ các màu luôn. Đủ các màu luôn, mã này đủ các màu luôn. Các màu nhé. Rộng rãi cho các bà từ 45 đến 65 cân. Mình có 2 size nhé. Mình có 2 size cho các bà từ 45 đến 55 cân. Cho các bà từ 55 đến 65 cân mặc thoải mái luôn. Size cực to luôn, cực rộng luôn. Cho các mẹ mặc rộng rãi thoải mái luôn. Hôm nọ các chị cứ hỏi là không có quần để mua cho mẹ đấy. Rất là đẹp luôn nhé. Đẹp này, mã này thì quá đẹp mà không chị nào chốt cái mã này. Mã 190 này, siêu đẹp, siêu bền luôn, mã này mặc thích lắm. 190 cho các bạn từ 58 60 cân đổ lại mặc thoải mái luôn. Mã này. Màu của nó cũng toàn màu đẹp thôi. Mã này mã số 9 này, mã số 9 này rất là đẹp. Mã số 9 này cũng siêu đẹp luôn. Chất bền, mặc thì giặt máy bao giặt máy thoải mái luôn, hàng không gân mặc rất là thích luôn. 190k một lố nhé. Đây là 190k. Các bạn mua ngoài thị trường không bao giờ dưới 250 nên mua cả lố, mình đảm bảo luôn. Không bao giờ có cái giá. Còn các bạn mua lẻ chắc chắn từ 30.000 một cái. Cái hàng này đẹp, đẹp lắm mà bền. Siêu bền, siêu đẹp luôn. Mặc rất là thích luôn. Bạn nào lấy lố này thì comment cho mình mã số 9 nhé. Mã số 9. Mã 9 này cũng đẹp, bền lắm. Các mã mình còn rất là nhiều nhé. Các bạn ai lấy thì inbox cho mình nhé. Có đơn thì có thể inbox cho mình cũng được. Mình chuyển qua một số mã áo nhé. Em lố này Cà Thị Thuần. Rồi ok em Thuần ơi, mặc lố này xuống lắm cho Cà Thị Thuần là lố số 9 nhá. Siêu đẹp luôn, bao đẹp bao bền cho em luôn. Lố này giặt máy tẹt ra luôn. 190k. Mua rẻ ít nhất phải được 5-60 nghìn một lố luôn. Đẹp lắm em ạ. Lố này em mặc em thích luôn, lần sau em chỉ chọn cái hàng này em mua thôi. Chị chuyên mặc cái đồ này thôi, chị Lý ấy. Mặc nó ôm người mặc thích lắm.
Thanh Huyền Nguyễn, cháu nhận được hàng rồi, có ok không? Thanh Huyền Nguyễn ơi. Đẹp lắm luôn. Anh Huyền Nguyễn nhận được hàng rồi, có ok không? Đây mình like luôn cái quần nam nhé. Mình có từ size quần thông hơi luôn. Quần nam này lần này về thì mã thông hơi này rất là thích luôn. Đẹp. Đẹp cho mọi người nhé. 1X, 2X.